tập đoàn Lockheed Martin và Northrop Grumman của Mỹ đang phát triển tên lửa đánh chặn để đối phó mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Người phát ngôn của Lockheed Martin cho biết, tập đoàn này và cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ MDA nhất trí tăng tốc độ thiết kế tên lửa đánh chặn thế hệ tiếp theo. Quá trình này đang đi đúng hướng để sớm cho ra đời mẫu tên lửa mới vào năm 2027. MDA dự kiến tổ chức đánh giá liệu các thiết kế của Lockheed Martin đã sẵn sàng cho giai đoạn xem xét thiết kế quan trọng hay chưa. Trong khi đó, tập đoàn Northrop Grumman đã hoàn thành đánh giá các yêu cầu hệ thống trước thời hạn 3 tháng và đang hướng tới đánh giá hệ thống sơ bộ. Kể từ năm 2021, tên lửa phòng thủ GBI là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ tầm trung bố trí trên mặt đất của Mỹ. Đây là hệ thống bảo vệ tất cả 50 tiểu bang của Mỹ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM từ Trung Quốc, Nga hay Triều Tiên. Nguy cơ đe dọa của Trung Quốc và Nga đối với Mỹ là hiện hữu, trong khi Triều Tiên đang tích cực phát triển ICBM để phá vỡ năng lực răn đe ngày càng mở rộng của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên. MDAA lưu ý, Nga đang có những bước tiến cho thấy nước này là cường quốc hạt nhân ngang bằng hoặc tiên tiến hơn Mỹ, quốc gia đang chật vật hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình. Trên Politico hồi tháng 2 cho biết, Triều Tiên có thể đã có đủ ICBM để áp chế hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Nhấn mạnh Bình Nhưỡng đã công bố 10-12 ICBM Hoa Sông 17 trong cuộc duyệt binh vào tháng đó. Hoa Sông 17, về mặt lý thuyết, có thể tấn công Mỹ từ Triều Tiên. Mỹ hiện chỉ có 44 tên lửa GBI để đánh chặn một cuộc tấn công ICBM tiềm năng từ Triều Tiên. Nhưng nếu gắn 4 MIRV, công nghệ đa đầu đạn phần hướng, vào mỗi Hoa Sông 17, Bình Nhưỡng có thể phóng nhiều đầu đạn hạt nhân hơn so với số tên lửa đánh chặn của Mỹ. Với những tiến bộ về tên lửa của Trung Quốc, Nga và Triều Tiên, GBI có thể không còn là một biện pháp phòng thủ hiệu quả trước các cuộc tấn công ICBM.